Hello. Sometimes God doesn't give you what you want. It doesn't mean you don't deserve it, but you deserve better. Đúng chưa nào? Thì đôi lúc trong cuộc sống mình không có nhận được cái thứ mà mình mong muốn. Không phải là bạn không xứng đáng với cái điều đó, mà bạn xứng đáng với cái điều tốt đẹp hơn. Ok. Xin chào các bạn đã quay trở lại với lại cái chương trình chia sẻ về phát âm tiếng Anh. Và hôm nay mình sẽ đến với một cái nguyên âm nữa. Nguyên âm này là nguyên âm đôi. Và mình gọi là ow. Như vậy cái âm của ngày hôm nay là âm ow. 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 Âm ow trong các cái trường hợp như thế nào? Thứ nhất là cái từ có xuất hiện có nguyên âm o và w. Ví dụ như ở đây mình có từ cow, ha, cow. Ở đây mình có là power. Và ở đây mình có là tower. Đó là cái trường hợp thứ nhất ha. Còn cái trường hợp thứ hai nó nằm ở dưới đây, đó là cái từ nào xuất hiện nguyên âm o và u. Ví dụ như trong đây, cái từ này là từ cloud. Thứ hai là south. Và cuối cùng đó là sound. Rồi, đó là hai trường hợp mà cái từ đó được phát âm thành ao các bạn nhé. Rồi, ok luôn bạn ơi. Rồi, để tiếp tục cho những cái series mà các baby á, cái con vật mà baby á, hôm nay mình có cái từ cái con thỏ này gọi là bunny. Cá thì là fry. Cái này Zoe là kangaroo. Kit còn gọi là con dê. Còn cái này là fawn, là hươu con hoặc là nai con các bạn nhé. Đó. Rồi cái trường hợp của kid này, kid là giống như là đứa trẻ đó ha. Thì nó còn có nghĩa là con dê con nữa các bạn nghe. Kid. Ok. Rồi đã hoàn thành cái nguyên âm đôi tiếp theo được gọi là out nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem clip. Hẹn gặp các bạn trong cái clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.